dễ dàng hoàn thành công việc một cách linh hoạt với sự trợ giúp từ trợ lý Google dành cho Android phiên bản Go. Nhấn và giữ nút khởi động và nói: nhắn tin cho chi? Ok, tin nhắn là gì? Tôi đang trên đường. Trợ lý Google luôn sẵn sàng trợ giúp. Chỉ đường đến ga Hà Nội. Hoặc nói: thời tiết hôm nay thế nào? Và giải trí: hãy kể cho tôi một câu chuyện cười. Thật dễ, giờ hãy tự mình thử thôi. Nói cảm ơn bằng tiếng Anh như thế nào?